đây à? Đúng rồi, nó đây. Ai bảo? Không lại uống rượu thì thấy no đấy. Nó ngồi nó đợi này. Không ngồi được đây. Xách nó ra, xách nó ra. Đợi bọn mình rất trở đi. Hiền tôm này, mặt Hiền tôm đi bảo vệ. Đúng rồi, ai cho lại bọn nhà vệ sinh. Em ra kia anh thôi. Cứ tôm là cuối là không nhét này vào này cho anh. Không nhét được vào đấy. Đuôi. Đây này, này. Còn cái phong bì của Hải chưa biết tiền tiến lên để rút đuôi mình. Nhét vào đây. Uống vậy luôn rồi. Không nhét vào được. Tao là của tao đi, còn mẹ lại lồn. Mày có biết ai không? Hiền, mày phải chụp cho tao, đủ anh giúp một kiểu. Đéo thích. Đi thôi. Dung ơi. Mày nhìn thấy tao ở đây không? Dung. Nhìn đây mày anh này. Dung. Anh chụp mặt tao nào. Làm đi ra, đi ra là chị chụp rồi anh. Chụp anh ạ. Cao cho em chụp. Đừng chụp anh. Cười lên cưng, cười lên. Chị. Đẹp trai. Thề đẹp trai luôn. Đây là mối tình tay ba này. Hả? Thôi con chụp ảnh với tao mau không? Đồ anh mày đứng thẳng. Nào, tao để chụp ảnh với tao mau. Để tắm thường à? Hơi xấu. Xấu mình không quay chụp lại mà. Mau. Mau ơi, chơi không? Rủ tao ma đi chơi lên nè. Đây, fan hùng hậu rồi. Cực kỳ hùng hậu. Bốn đứa. Hiền ơi, có việc quan trọng, cực kỳ quan trọng. Tao nào không? Nhát kìa. Đây, tao bị lạch hết rồi này. Đúng, mồm mấy gì đấy? Rồi, ok. Tao mau rồi. Đi đi ơi. Đi trốn. Bịt mặt lại nhanh không, fan chụp ảnh từ giờ đến tối không về được không? Nhanh. Ê, chụp được mấy kiểu nào? Nào, mấy fan Tama phát biểu cảm tưởng này. Đợi các bạn rất là vui. Sợ chú bị dở hơi sao? Quyết định là vẫn đuổi theo Tama và... được cả quà có thêm tí tiền đâu mà lấy được. Được. Có đâu. Em bóc bánh suốt ảnh không có gì. Nhưng mà bóc bánh của nhà làm được. Đẹp thật đấy. Ôi, còn cái gì nữa đây này anh ơi? Gì đấy? Phụ kiện. Cái gì á? À, ốp. Cái này không quan trọng.
Con này nghe quảng cáo nhiều rồi, hôm nay mới được xem đấy, đẹp thật. Bật nguồn lên đi anh. Phun viền này anh? Bật nguồn này. Phun viền đúng không? Ôi, cái này sao lại có camera đằng trước này? Camera trong màn hình luôn. Đấy. Đó, đầu tiên là camera được, trong màn hình. Đập hộp, hôm nay mới được đập hộp con này nghe quảng cáo nhiều đấy. Mấy cam đấy? 3 cam à? 3 cam. 12, 16 và 12. Nhìn xin nhé anh nhỉ. Con này nghe nói là vào đây luôn được không? Con này trúng nước chuẩn tuyệt đối, chuẩn đối IP68. Còn cái này vẫn để ăn đấy, ăn đây này. Đây, không ăn rượu này. Bình thường này. Ôi, nó lôi ra này anh ơi. Nó lôi ra này. Ba đê luôn này. Nhìn xin nhỉ. Nhưng mà có chắc chắn không đấy? Được, chắc chắn trúng nước. Đấy. Không sao. Cái này hơi bé. Cái này hơi bé à, đây. Rồi đấy, mình sẽ đẩy vào luôn, tao mau đẩy luôn, mình dội lên luôn này, dội lên luôn này. Rồi, mời anh em này. Đấy, trúng nước luôn. Rồi mình chuyển đầu kia luôn đi. Ủa cái này không ăn thua, để bập bờ này cũng được. À đây 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 đây. Từ từ. Không không, đây 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 đây. Đi ra đây, đi ra đây. Nhà gần ao ném mẹ. À đi rồi đi. Được ok. Được. Này. Này này này. Ôi mẹ run này, mày bỏ run cái. Anh đi bỏ. Anh đi bỏ run cho tao. Để tao thử nước cái nào. Nả ní. Không ăn thua. Nả ní cái gì? Nả ní. Tôi biết nả ní là cái gì không mà nả ní. Nhảm ní. Nhảm ní thành nả ní. Nả ní khác ấy, nhảm ní khác ấy nhá. Này lau lau à? Thôi thôi thôi. Thôi anh ơi. Tuột đây. Trời ơi. Ông định câu cá sấu không? Không phải cách. Câu cá bao nhiêu năm câu rồi. Câu này tiêu cá. Đẳng cấp rồi. Rồi. Hôm nay sẽ đây. Con Samsung S10 cộng. Xem là con này nó ổn không. Đây là một miếng mồi rất là trơn. Anh cho vào cái túi bóng ấy. Trong đục thủng. Thông minh thế nhỉ. Chơi một phát rồi. Rơi một phát rồi nha. Nằm rơi. Rơi thì mày rúng mò. Ơi. À đâu đâu xem nào, đang dùng cái gì đây? Cái đồ ăn lên. Đang lướt cái gì đây? À thôi kệ nha. Đang cảm ứng bình thường. Đây, đang cảm ứng rất là bình thường. Đang đang tăng. Anh để lâu em nào. Đây. Ủa mắc hay. Ôi ôi. Hay hay. Ôi. Tí ngã tao. Con chắc cá sấu nó vô đấy. Cá gì? Đây là con cá sấu à. Cái phục siêu phẩm rồi đấy anh chú ơi. Rồi đi xuống mỏ chứ làm nào. Cá mỏ. Mỏ đây kìa. Dại ca mỏ. Khổ lắm. Dại ca mỏ. Dại ca mỏ. Dại ca mỏ. Anh đang lấy cho nó con sấu không? Hả? Cho lấy cho nó con sấu. Vâng, 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 vâng. Màn câu S10 dưới đáy ảo. Ôi lướt giỏi nhờ. Ôi phải lướt đỉnh vãi. Con này còn trống nữa không nữa thì thử cái nhỉ. Ôi được cái điều ấy. Sát màn lướt xong bắt đầu. Khoảng tầm 2 giây. Em công chưa? Anh em đang test thử con S10 cộng mọi người nhá. Ok, được rồi. Mày lấy thì lau cho cái khô cái này. Lau còn anh ấy. Ơ em 10 cộng. Tóc trời. Thế này, cho phép Samsung thực hiện quản lý cuộc gọi. Từ chối. Ai vẫn ngon. Ô vẫn kỳ hết. Được, con này tạm thời chống nước được. Được. Đưa cái gì? Tặng tay. Tặng tiền. Tặng mày đấy. Tặng tạo.